long time coming. Tell me, do you remember when you started working on your own at your first job to buy your first car, your first home? So many years have passed, but all the memories last and last. Now it's time to relax, so retire and have a blast. You can go home and do what you wanna do, not what you gotta do anymore. No more getting around just so you can make it through what another workday has in store. You can lay around all day eating homemade pot rolls and apple pie, yeah. You can go home and do what you wanna do, not what you gotta do anymore. Yeah, it's been a long time coming. I bet you thought this day would never be, especially when you had the thought that it might be wise to hire me. But it all turned out nice. You worked hard to make it in this life, and behind every good man we know there's an awesome wife, yeah. But you can go home and do what you wanna do, not what you gotta do anymore. No more getting by just so you can make it through another workday has in store. You can lay around all day eating homemade pot rolls and apple pie, yeah. 'Cause you can go home and do what you wanna do, not what you gotta do anymore. So many friends you made along the way, just too many to discuss. And all the lives that you've made better to this day, you ought to know that includes us. Tôi muốn ca lắm mà tôi đau cái giò, tôi ca không được. Giò bị đau hả? Giò tôi đau, ca không được. Thầy có mấy nhà. Thank you for coming. Thank you for coming. With my cousin. And my cousin from Wisconsin. Wisconsin. Yeah. Wisconsin. Yeah. Wisconsin. Hi. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Oh yeah. Hey, how's your fishing? Good, good. Yeah. Some, yeah, yeah. You ever watch fishing shows on television? No, no. You don't? No. Why, man? Oh, look at Sarah doing the work. I'm working very hard. Yeah, you should be. This is yeah, Go Wong. And can you introduce? This is Go Wong, my dad's cousin, my aunt. Mm-hmm. She's here from Wisconsin, visiting for the celebration. Thank you. Oh, have fun. Linda. Oh, don't open. Oh, what's she doing? I'm not opening it. Oh, oh, come here. Oh, yeah. Yeah. Take a picture. Oh, yeah. Picture. Yeah. You too. Okay. Okay, first, what do you like to do? I just have water. Yeah. Okay, welcome in. Come on. What's your wife? Oh, she's, you know, she's run her business. Oh, come on. Yeah, you know, yeah, she needs it. Hey, how you doing? It's good to see you. Thank you so much. Thank you, man. Thank you for coming, man. All right. Good to see you. Good to see you, man. I'd be glad when I'm done with that place, too. You know, I hate going. Man, look at my face. Hi. Hey, man. Yeah, he know your wife. Okay. Yeah. Oh, yo, good. I wish she would be here today, but she had to work. I guess she's too busy. Yeah. I wanted to come, you know that. Yeah, we are definitely with your wife. With me, you know, not the lady. Yeah, we are together. Long, came together, long, yeah. No, he came here in 1975. Okay, 70 or a lot. Yeah, you can make, I came here 80 some. Yeah, I came here 80. Okay, all right. All right. I'm sorry, we close. Right. Okay. Oh, everyone's on. He's like me. He'll never be done. Yeah. Wow. Okay. Hey! How are you? Good to see you. Việc làm hồi đó mới qua là qua làm thoải mái tới giờ luôn. Thoải mái gì? Tới giờ luôn, hẳn rồi đó. Không có làm. Không. You're just gonna be a part time. How much is part time?
Hey, brother. Hello. Love you, brother. Hello. Oh, a long time no see. Okay. Hello. Hello. Vậy là mình rồi. Sức khỏe rồi, giờ anh em gặp nhau là quý của anh Liêm. Anh biết Nguyệt vợ Huy Sương. Có biết. Vợ đó nè. Oh yeah. The king. Yeah. Does anybody know your wife? Yeah. Like, okay. Yeah. We, she should be here today. I, yeah. She needs to slow down. No, to work to our Vietnamese hard way too long, too hard. Hey bro, nobody ate yet, and you eating already? And you came in late, and you eat first. That doesn't look right. It's okay, honey. Lời lời. Yeah. Máy móc giờ mê quá. Dạ dạ cô, tiệm đóng cửa rồi cô ơi. Dạ thôi dạ, sorry em. The Mexican cooking the corn. How was this? Cajun. Hello, hello, mình khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Oh, anh cháu, khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Khỏe không? Trời ơi, tới là mừng rồi. Dạ. Rồi vô bếp, vô bếp. Vô bếp làm chứ đâu phải vô bếp làm đó. Trời ơi. Đẩy không? Kéo, đẩy, kéo bên kia đi rồi. Dạ. Yeah. Kéo đi tôi. Đó, cho người ta biết đó, để đó. Khi nào hết đá, chăm thêm được rồi. Đó, để. Được rồi, ừ, cứ để nó đi. Không cần. Nó xúc lại á. Không có đâu. Trời ơi, nó xúc lại. Nó rất là thông minh, anh phải nghe lời nó đi. Nó rất là thông minh. Sorry, my guy not very thông minh. What you mixing? They want margaritas, so I'm just gonna mix some pitchers. Nhớ ghi recipe lại nha. Oh man, có vậy. Đón à, đón. Ủa thằng nào địch vậy? Thôi, tưởng ai địch nó bỏ chứ rồi. Không đang nói. Bắt thêm một bao nhiêu? Lên. I found my friend. Oh, she was looking for you all day yesterday. Where's Linda? Where's Linda? Honey, can we take cheese? Picture pic. Can we take cheese right here? This is video. Pictures over there. Smell right. Honey. Okay, we want to take it. Oh, let's take it. Man. Thank you for coming. Where, Ethan? What's up, Doc? He's right here. What's up, Greg? Okay, thank you. Yeah, thank you. Ở nhưng mà mình đắm. Thiệt. Ở nhân rồi. Mỗi năm mới. Mỗi năm mới mà nên mình đắm. Mình chơi với sẵn. Hello, chị Nhi. Sao? Hey, can you go get a band-aid? What else can I do? Thank you. Again, what do you do? Oh, that's no. All you do when you retire. Oh my God. Yeah. New job, hey. New job. New job. Let me get a pair. Let me get a picture of that. Okay, so. All right. New job, yeah. Right? New job. Keep going. Thank you. Good job.
Okay. Thank you. Lăn vô luôn con. Khoan khoan, cho chụp trước đi. Rồi. Khoan khoan, cái đó chụp riêng lại, chụp riêng bác Sáu đi. Thank you, very much, thank you. Vô luôn đi con. Vô luôn đi. Rồi, lỡ vô luôn. Rồi. Ok, thank you. Ok, rồi nói gửi lời gì đó. Ok, cảm ơn chị, cảm ơn mấy chị. Để chị Lan gửi lời, cái này là cái gì? Cái này là con thay mặt toàn thể cô, chú, anh chị ở trong nhà hàng Mai Ly. Kính chúc chú dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Chỉ rằng chú đã nghỉ hơn hưu, nhưng mà mong rằng chú cũng vẫn... còn chút đi làm tiếp ở đây. Động viên ủng hộ chú cháu để chúng cháu phát triển sự nghiệp nhà okay, cho mình vững chắc. Ok, thôi rồi. Thì sẵn đây chú cũng nói luôn, chú cũng đại diện cho gia đình. Cảm ơn cháu, cảm ơn tất cả các anh chị em trong nhà hàng đã có lòng với tôi trong cái gì. Nhưng mà tôi rất là vui mừng khi có các anh chị làm chung với nhau, vui vẻ nhau. Tôi sẽ hứa với quý vị là tôi sẽ cố gắng đem hết tinh thần và cái khả năng tôi để vui vẻ cùng quý vị trong công việc làm. Ok, mà chúng ta vẫn là family together, alright? Hold up. Thank you. Phải rồi. Okay, huh? Oh man. Hey, what's up, Ron? Happy birthday, happy retirement. Hi, thank you. Bên kia. Thank you. Alright, what you guys doing? We're playing on Snapchat. What are you doing? Here, I have a Snapchat here. You want to see yourself? What's her name? Quinny. This is a Snapchat. You want to see yourself? Look! Say hi! Hi. Say, my name's Quinny. My name's Quinny. You know, it's funny because you guys are here drinking. I'm not happy because I'm like, rid of it. Send us home with a box and yeah. You just suck on the tube on the way home. No! Huh? Got you? Oh my god, you are so big. Who are you? Good to see you. Last time we were here, but. Anh mày qua. Má mày đứng cái vợ mày đi mất đâu. Đứng cái tao. Bỏ rồi kiếm vợ khác. Go đi bác. Daddy ông ba ba mẹ. Trước hết thành thật cảm ơn tất cả anh chị em có mặt hôm nay trong buổi tiệc nhỏ nhỏ. My lovely wife and children, you know, make me make a party for me. Thank you for taking my wife and my children. And second thing, thank you Mickey, Dan, and anybody in the round table, stand up please. Yeah, cho quý vị cho một tay. Yeah, that's my boy. Như vậy là anh là một thằng. Thank you. Hey,
bà. Làm khó gì em đây. I'm done. Okay, thank you all of you guys coming to the party. We let party and welcome. I am very, very happy. We are together today and we are together forever. Thank you very much. Love you guys and love all you guys coming here, all you guys. And cảm ơn tất cả quý vị và đồng thời quý vị mong là quý vị vui với gia đình tôi và đồng thời enjoy music and food and a special for people work for my restaurant. For people work for my restaurant, you know, like Vietnamese and Mexican. Tôi cảm ơn tất cả quý vị đã giúp tôi trong suốt thời gian qua. Và đồng thời tôi hứa với quý vị một lần nữa là tôi sẽ trực tiếp với quý vị và vui vẻ với quý vị, làm cho quý vị phấn khởi. We are together, work together. I am here. Be careful, okay? Thank you very much. I am here. We do like to be careful. You like be careful. Maybe you got something to do wrong, you fire. Like Mr. Trump, you know, you fire. Okay, you remember that? Okay, thank you very much. Thank you. I hope you can enjoy tonight. Okay, thank you. Oh, yeah. Hello. Hi, guys. Theo lời yêu cầu của chị Sáu, tôi xin được phép lên đây để nói một vài lời về chị Sáu. Ok, thank you, sir. Thank you. Love you. Kính thưa quý vị, tôi biết anh chị Sáu 39 năm. Đúng ra là tôi với nhà tôi là hai người đi ra phi trường để đón chào anh Sáu đến San Luis. Yes. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết thì tị nạn của chúng ta cái thời gian đầu rất là khó khăn. Thì những cái khó khăn đầu tiên trở ngại về cái ngôn ngữ cũng như về cái lối sống ở đây. Tuy nhiên anh chị Sáu đã vượt qua những trở ngại đó và đã được cái như ngày hôm nay. Anh Sáu có kể là cho tôi nghe cái ngày đầu tiên anh Sáu đi làm ở cái hãng sửa xe đó, thì ông chủ hỏi anh Sáu, do you bring your lunch? Anh Sáu nói yes. Cái trưa cái ông chủ hỏi anh Sáu, do you eat lunch yet? Yes. Tất cả con trả lời đều yes. Rốt cuộc của nó anh Sáu về đói bụng, bởi vì không có đem đồ ăn theo và cái gì cũng yes hết. Tôi nghĩ là anh Sáu là một người rất là may mắn có một cái ông chủ rất là tốt, cũng như ông chủ đó đã có một người nhân viên rất là tốt như anh Sáu. Bởi vì ở đây đó không có bao giờ cái trường hợp mà làm We talk about you, Mickey. Là một cái shop mà 30 năm, cái 39 năm chỉ một shop mộng thôi. Sau đây tôi xin có một đôi lời về chị Sáu. Em ơi, em ra chị Sáu. Giờ quên mặt áo kiếm vô rồi. Khi nhỏ đó thì cái thích ý của chị Sáu là nấu nướng, lúc nào cũng theo mẹ để học nấu nướng hết á. Và lúc lớn lên á là cái một mở một cái nhà hàng. Khi qua đây cái vấn đề ngôn ngữ rất là khó khăn, tuy nhiên chị Sáu cũng cố gắng để thực hiện giấc mơ đó. Chị Sáu đã xin được một cái job làm coi như là helper, một cái nghiệp phụ trong cái nhà bếp của một cái nhà hàng tàu. Cái thời gian đó rất là khó khăn cho chị Sáu, có những lúc đã bị ông chủ cũng như là những người làm chung rất là tạo những khó khăn cho chị Sáu. Và chị Sáu phải đi vào cái góc cạnh nào đó để mà khóc, tự khóc một mình để chôn giấu những cái tuổi nhục của mình, để mà cố gắng học hỏi. Thì những điều đó chị Sáu đã không kể lại cho anh Sáu nghe, bởi vì nếu mà kể lại đó thì anh Sáu chắc chắn sẽ nói rằng về nhà nấu cơm cho con với vợ tôi, dịch cho tôi với con ăn để có đi làm. Và cũng nhờ cái sự chôn giấu những cái buồn tuổi mà chị Sáu đã học hỏi, và hiện tại giờ chúng ta có một cái nhà hàng rất là khang trang với những thức ăn rất là đặc biệt của chị Sáu. Và khi chị Sáu kể tôi vấn đề đó, chị Sáu đã khóc để nhớ lại những cái tuổi nhục đó. Ladies and gentlemen, I'm very honored to would like to share with you something about Sáu and Lệ. I have known them for 39 years. In fact, we
me and my wife, we went to the airport to welcome to the St. Louis, Missouri. As you know, the refugee, Vietnamese refugee at that time, very hard to adapt with the new life. But with their hard work, they have built their new life much better. And this restaurant is the proof of that. English is very hard for them. So Sal told me the first day when he came to work at the Jemco. Okay. And his boss asked him, did you bring lunch? He said, yes. Okay. And during lunch time, and the boss asked him, did you eat lunch yet? He said, yes. And finally, on that day, he was so stuck. I don't care. I can eat lunch. I love it. I don't care. You eat yet or not eat? I don't care. But just lunch, yes. And then I hungry all day. I think Sal is very lucky to have a boss like you guys. And also, you have very lucky to have an employee like him. Because working for 39 years is very exceptional. Yeah, thank you, thank you. He's a loyal person. He's loyal with you. Okay. Okay, at that moment, I would like to say something about his wife. Like, cooking is her hobby at home when she was kid. And when she grew up, opening a restaurant is her dream. So when she came here, it's very hard for her to realize her dream. But she tried real hard. She found a job in one restaurant, and she learned and learned and learned. During that time, she has a very hardship with the co-worker as well as the employer. It's not looking like Sam. So, sometimes she told me she cried. She went to the corner of the restaurant, she cried. But she tried real hard to overcome that obstacle. And finally, St. Louis will have a very, very good restaurant under her cooking style. And today is a very special day for all the family. The family is supposed to be barbecue with family members or close friends. But you guys spend your time at this place, at this moment. This proves that your love to the family is very, very big. Thank you and enjoy your party. Thank you. Thank you, Lee. Thank you very much. You are my brother forever. We are Hoa Chang, right? Yeah. Right. Yeah, I know. You, me, and Mr. Lang. Yeah. We both have the same last name, but different them. Yeah, Tran. Tran Rang, Tran Hung, Tran Sao, Tran... Yeah, oh, Tran. Yeah. Okay, thank you. Chú Sáu, luôn luôn sức khỏe.
và có những thời gian rảnh rỗi đi đi câu và rủ con đi câu chứ em chú Sáu. Và để mở đầu chương trình với mẹ để mừng chú Sáu có hôm nay, xin mời anh Lê Kiếm Sĩ. Xin mời quý vị một tràng pháo tay cho anh Lê Kiếm Sĩ ạ. Ô, Võ Kiếm Sĩ thì đổi tên. Đổi tên nha. Đổi tên Lê Kiếm Sĩ nghe tưởng Lê Đức Anh không à. Với thực phẩm được mang tên, hãy cho tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe sau đây. Đến thưởng chương trình, chúng ta sẽ đến quý vị một nhạc phẩm của một sư quan Hải Quân ngày xưa đã sáng tác nhạc phẩm Rồi Mai Tôi Đêm của Trường Sa. Hát này xin tặng cho Sáu. Hồi xưa nó ảnh chiều em đi, mình đi không được. Bây giờ thì thay rồi. Rồi mai tôi đưa em sẽ phi hành, chỉ lần cuối mọi đứa sống không mà không ăn được mọi lần còn đâu.
Trước khi má Sáu ca, cái gì cũng ngon cho chàng pháo tay lên đông đúc tinh thần má Sáu. Bà ca cái bạn này là hồi đó giờ bà ca từ quen tới giờ bà nó thương hoài ngàn năm.
Thì không thể nào mà chú Sáu không thể nào mà không gửi tặng lại cho chú Sáu thôi. Chú Sáu xin quý vị cùng cảm ơn tay cho chú Sáu ạ. Cái chuyện mà tặng qua tặng lại nó thường xảy ra rồi, mấy chục năm tặng chết luôn, tại có nhiều thấy thôi chứ ngu sao có thấy. Ok, bây giờ tôi thì thật ra quý vị á, tao cũng chinh quá ca không được, nhưng mà hôm nay cũng dán ca nhạc cái ca là còn nó là 20 thế kỷ gì trước không à. Không chứ không vậy nha, nghe nè, giờ xin hỏi quý vị bản nhạc 20 thế kỷ gì trước. Trời ơi, cái thời mà còn ăn lông ăn lỗ nữa nghe. Ok, giờ xin quý vị làm ơn cho con chàng pháo bông nhỏ nhỏ. Con cảm ơn rất nhiều. Trời ơi, văn nhạc mày chỗ được cho tao coi nghe coi. Mỹ sứ. Yes, yes, sir. Yes. Oh,
Tôi ngoài ngàn năm, chú Sáu thì người đàn bà 2000 năm trước. Chú Thiếm là chắc yêu, chắc yêu vĩnh viễn luôn đó quý vị. Xin mời quý vị cùng chồng tay cho chú Sáu và Thiếm Sáu á. Quá vậy đó. Sáu thì sáu là cái gì ở đây? Cảm ơn tất cả những con đường sáu dẫn thì sáu đi là xưa. Nhưng chúng ở đây cũng giống như là các em, các cháu, người Việt của chúng ta. Chúng ta làm sao để giữ được cái tình cảm như vậy, để gây nồi, gây giống cho con cháu của chúng ta được sau này giống như chúng ta, gây tạo nên cái cộng đồng của chúng ta. Cũng giống như ngày xưa, mà trong năm 1975, tôi, anh Minh và anh Sáu, chúng tôi đã tổ chức nhau những cái cuộc mà Vietnamese Community ở Saint Louis. Chúng tôi chạy tới, chạy lui, chạy xuôi, chạy ngược. Anh Minh thì đi làm ở trong hãng nhà in, thì lén in những cái program của hãng. Rồi anh Sáu cũng vậy, và tôi, chúng tôi cũng vậy. Chạy đi mượn đờn, mượn trống, mượn guitar, kiếm người này, kiếm người kia để tạo dựng lên được một hội community Vietnamese. Và bây giờ thì anh em chúng tôi già hết rồi, phải không? Có mỗi mối kiếm. Thì ra bây giờ tôi có thành lập nói lời tới tất cả các anh em bạn trẻ, cũng như là những bà con chúng ta đã người lớn, thì chúng ta nên đứng dậy để kết hợp lại tất cả những cháu, con cháu của chúng ta để gây dựng một cái cộng đồng để Nam Y Community ở Saint Louis, để cho cộng đồng chúng ta được vững mạnh hơn. Và bây giờ cuối cùng tôi xin mời tất cả các anh em cùng cầm ly chai lên, để cầm ly chai và cầm ly lên để chúng ta uống một ly rượu mừng, chúc mừng vợ chồng anh Sáu, nhất là anh Sáu bây giờ từ bỏ giặt khí vũ khí rồi, gác vũ khí rồi, bây giờ về hưu rồi, phải anh Sáu? Sáu với Môn cũng có nói gì trong tình bạn mình không? Cũng không biết nói gì hơn, cái này cái chừng khỏi nói, nhưng mà anh Ba nói vậy thì không biết nói gì hơn thôi. Cũng trước hết em cũng cảm ơn Ba và anh Minh, cũng như tất cả quý vị ở đây. Thật ra mà nói giữa tình cảm anh em của tôi ở đây thì suốt mấy chục năm nay sống thì chúng tôi rất là gần gũi, nhưng mà có cái xa cách là cái chỗ là tại vì nhà sau đó có công việc làm mà chúng ta không có đồng tụ lại sẵn gì hôm nay, thì mình mới có những thứ này anh em mới đồng tụ lại. Thành thử anh Ba anh cũng với anh cũng có lòng và đồng hành cũng ứ lâu quá không có gặp ứ thì tôi phải sổ cái gì thông cảm cho. Cũng chúc mừng anh Ba và đồng thời xin phép cũng mong muốn theo lời anh Ba nói, thì cũng mong muốn tất cả các anh em mình trong buổi hôm nay chúng ta được người Việt qua đây. Nếu mà cộng đồng Vietnamese Community thì nó hơi vững quá, thôi bây giờ mình nhỏ nhỏ lại cái khuôn khổ gia đình, chúng ta cứ đoàn kết với nhau trong cái tình người Việt, ok, tình bạn gặp nhau cuối tuần gặp nhau này là đủ vậy, đủ rồi, tình cảm này khai, ok. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Tới bây giờ mình cầm chai lên mình nhậu sơ sơ cái ok, đỡ lòng đi. 1 2 2 3 Tên em còn chơi yêu, cả một trời yêu bao giờ trôi ngày. Ôi ta xa nhau cùng tuổi mi Okay.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.